Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Cái tem EDC 200S 2008 ra mắt màu mới với mức giá từ 59.500.000 đồng. Cái chiếc cái tem EDC 200, cái biến thể màu đen, sẽ có mức giá từ đường phiên bản màu trắng và không đi kèm bất kỳ thay đổi kỹ thuật nào. Thương hiệu xe nước Áo mới đây đã đưa ra một cái màu sắc mới cho cái mô hình Super Sport của mình là cái tem EDC 200. Cái biến thể mới hiện nay có sẵn một cái màu áo đen. Đây là bổ sung tùy chọn màu cũng như là biến thể màu trắng hiện có. Cái tem EDC 200 2008 được cung cấp sức mạnh đến từ có động cơ DOC 199,5cc xăng đơn làm mát bằng chất lỏng 4 thì tạo ra công suất cực đại là 25 lực tại vòng tua máy 10.000 vòng trên phút. Mô men xoắn cực đại là 19,2 Nm tại vòng tua máy 8.000 vòng trên phút. Cái động cơ kết hợp cùng với hộp số là xe cấp. Được dùng cái khung thép Chilis. Cái tem EDC 200 2008 sở hữu cái cánh tay đòn nhôm, thân xe thể thao. Sẽ được trang bị cái phục ngược upside-down mặt trước và cái bảng điều khiển kỹ thuật số đa chức năng. Cái đèn pha cương cầu, đèn đuôi dạng LED và tay lái lip on. Không có đổi về mặt giá cả giữa biến thể màu đen so với những biến thể màu trắng. Cả hai màu đều có mức giá 177.638 rupee, tương ứng là 59.500.000 đồng Việt Nam. Ngoài trừ bổ sung thêm cái chủ đề màu sơn mới bị chi phối bởi những tông màu đen chủ đạo kết hợp với những đồ họa màu trắng và cam, nhãn sức xe Áo đã không đưa ra bất kỳ đổi nào về mặt kỹ thuật. Cái tem EDC 200 2008 tiếp tục sâu cái chiều dài 1.978 mm, cái chiều rộng là 688 mm và chiều cao là 834 mm. Với chiều dài cơ sở 1.340 mm, cái chiều cao chỗ ngồi 820 mm và có giải phóng mặt bằng là 178 mm. Với cái trọng lượng 137 kg, xe có thể chạy trên cái bánh 7 inch và có hệ thống chèo monoshock phía sau thương hiệu WB và cái chiếc Super Sport sổ cái phanh đĩa trước là 300 mm và phanh đĩa sau là 230 mm. Cảm ơn bạn dọc này là cái tiếp, nhớ like, subscribe.